sơ phì đại tiền liệt tuyến khiến cho người bệnh có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó. Chiếu tướng. Tôi đang đến mệt vì bị ung sơ tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu đến cả chục lần, mỗi đêm 4-5 lần. Tôi cũng từng như ông, nhưng thật may giờ tôi đã ổn hơn rồi. Nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan. Tiền Thiên Đan xua tan nỗi lo tiền liệt tuyến.